của Miss Universe Việt Nam 2023. Và chương trình của chúng ta đang được tổ chức tại nhà Hòa Bình bởi Miss Universe Việt Nam và được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến của Miss Universe Việt Nam và Miss Universe.
và nhận được rất nhiều những phần tưởng thưởng mà chúng tôi sẽ bật mí sau chương trình. Và giờ đây, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với phần trình diễn cuối cùng trên sân khấu của đêm chung kết hôm nay của Top 18 Miss Universe Việt Nam 2023. Quý vị có sẵn sàng đến cổ vũ họ thật nhiều không nào? Và chúng tôi cũng đã sẵn sàng để hỗ trợ họ dưới trên nền nhạc của một khúc ca đến từ Lâm Bảo Ngọc. Xin mời hãy cùng đến với Cười Lên Việt Nam. Lý Lý Vũ đến từ thành phố Hồ Chí Minh là người Pháp gốc Việt và có thời gian học tập tại Mỹ cùng với nền tảng kiến thức về thiết kế nội thất và thiên nhiên. Cô mong muốn xin giới thiệu những cảnh quan tuyệt đẹp của Việt Nam và nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng có do tác động của biến đổi khí hậu. Đến từ Quảng Ninh là một linh nhân mặc cảm về ngoại hình và tính cách khá cực kỳ. Phương Thảo đã dám đứng lên và cho bản thân cơ hội chứng kiến tại đấu trường Miss Universe Việt Nam. Cô tin rằng mỗi người đều có một sứ mệnh và bản lĩnh riêng. Chỉ cần bạn dám nghĩ, dám làm, chắc chắn bạn sẽ nhận đến thành công. Thời trang. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau gọi tên giải thưởng đầu tiên. Người đẹp truyền thông xin chúc mừng. Trước tiên tôi muốn được nghe một trò tay thật lớn từ tất cả quý vị khán giả tại nhà Hòa Bình dành cho Top 18 và 18 cô gái vô cùng xuất sắc đang có mặt trong đêm chung kết. Người đẹp truyền thông của Miss Universe Việt Nam 2023 xin chúc mừng người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam Tiên Giang. Hãy tiến lên vị trí của mình dành cho người đẹp truyền thông Nguyễn Thị Lệ Nam đến từ Tiên Giang. Chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng người đẹp truyền cảm hứng của Miss Universe Việt Nam 2023. Ai đang truyền cảm hứng cho quý vị với câu chuyện của cô ấy ạ? Chúng tôi xin gọi tên để chúc mừng người đẹp truyền cảm hứng. Đó là cô gái đến từ Quảng Ninh, Mai Phương Thảo. Chúc mừng! Chúc mừng! Người đẹp biển đó chính là Lý Đi Vũ, thành phố Hồ Chí Minh. Đến được cô gái nào trình diễn người đẹp áo dài của Miss Universe Việt Nam 2023, chúng tôi xin chúc mừng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Trịnh Thị Hồng Đăng. Chúng tôi sẽ gọi tên người đẹp thời trang đó là
2023, Lê Thị Lan Ngân, Vĩnh Phúc, chúc mừng. Xin chúc mừng gửi đến thời trang Lê Thị Lan Ngân, Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, top 10, chúng ta sẽ có 10 cô gái bước vào vòng tiếp theo để tiến gần hơn với chiếc vương miện Life in the Sunrise của Jessica Chilwick. Và dĩ nhiên, đó là những cô gái này, họ đã có một quá trình dài nỗ lực và cố gắng để có thể có mặt trong 10 cô gái xuất sắc nhất. Xin chúc mừng một cô gái đến từ Đắk Lắk, Thơ Duy Mơ Crom, đến từ Tiền Giang, Nguyễn Thị Lan, Liên Đi Vũ, thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Kim Anh, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Mai Phương Thảo. Xin chúc mừng Phạm Thị Anh Thư, Hà Nam, Hà Nội, Bùi Quỳnh Hoa, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thiếu mất Nguyễn Thị Hương Lê, em mơ lê, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị ạ, tôi đã được ban giám khảo nhờ rằng bạn hãy hỗ trợ đến gần với các thí sinh để nhìn thấy được biểu cảm của các cô ấy, nghị lực, sự tự tin và nỗ lực của các cô ấy. Và khi mình muốn đứng gần ai thì đó sẽ là cô gái rất nhiều cơ hội bước vào top 5. Quý vị đồng ý thì hãy vỗ tay thật lớn dành cho tất cả các cô gái của chúng ta. Và ở khu vực nào, ở cô gái nào thì vỗ tay lớn hơn thì tôi sẽ nhìn lại đến lâu hơn ạ. Quý vị đồng ý không ạ? Once again, are you ready? Are you ready? Yes, I'm ready! So you are in the top 5, Lady Hồ Thành phố Hồ Chí Minh! Cô gái tiếp theo sẽ được gọi tên trong top 5, đó chính là Emily! Đó là cô gái đến từ Hà Nam, Phạm Thị Ân Thư. Cô gái tiếp theo sẽ bước vào top 5, đó chính là Nguyễn Thị Hương Ly, Hà Nội, Bùi Quỳnh Hoa. Người đẹp được yêu thích nhất được bình chọn trên cổng bình chọn của Pfizer, đó chính là Trịnh Thị Hồng Đăng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh, và nếu như các bạn trả lời câu hỏi của ban giám khảo đơn cử một thứ tiếng, các bạn sẽ có 30 giây. Tuy nhiên, nếu các bạn mong muốn trả lời song ngữ hai thứ tiếng thì các bạn sẽ có 1 phút dành cho thời gian trả lời. Và hãy lưu ý, khi thời gian trả lời kết thúc, chúng ta sẽ nghe một tiếng. Hãy lưu ý điều đó. Và mình muốn xin phép, sau khi ban giám khảo đặt câu hỏi, tôi sẽ chính là người hỏi các bạn, đó là các bạn mong muốn trả lời đơn ngữ hay song ngữ để hỗ trợ cho các bạn về thời gian như vậy nha. Và giờ đây, cô gái đầu tiên sẽ bước đến phần thi ứng xử của Miss Universe Việt Nam 2023. Cô gái nào ạ? Good evening, lady. Your questions. The question for you is, what lesson have you learned after COVID? Câu hỏi dành cho bạn là bạn học được bài học gì sau COVID? During COVID, I had to take over my dad's company by myself. I was 26 years old. He said something that was a word of wisdom to me. Leaders lead with confidence. They never show weakness. You still have time. Okay. Thank you, Lady Vũ.
xin mời đến với vòng ứng xử em Male ơi. Và giờ đây thì tôi sẽ dành cho các bạn quyền lựa chọn, các bạn muốn trả lời song ngữ hay đơn ngữ. Em xin trả lời song ngữ ạ. Bạn sẽ có 1 phút. What is for you? Tuy nhiên hãy đợi tôi nhé, hãy chờ đợi tôi nhé. Xin được mời các thành viên trong ban giám khảo. Xin được mời CEO của Miss Nữ Việt Nam 2023, chị Lan Quê ạ. Chào em Male, đây là câu hỏi của em. Định nghĩa về hạnh phúc của em là gì? Và 1 phút của bạn, xin phép ạ. 1 phút của bạn, bắt đầu. Em nghĩ là chúng ta có thể tìm thấy niềm hạnh phúc trong bất kỳ những hành động nhỏ trong cuộc sống. Và đối với em, cái niềm hạnh phúc ấy luôn gần bên em vì nó luôn tạo ra những động lực cho em sự sống vui vẻ hàng ngày. Như là được về nhà với gia đình, được có bạn bè yêu thương, luôn được ủng hộ bởi những người fan ở đây và được thực hiện ước mơ của mình cũng như là vượt qua nỗi sợ của bản thân. I believe the meaning of happiness from me is to live with your own dreams, to focus on your own goal, to be loved by your family and your friends, to support you all the time. And I feel like to be happy is the most positive thought ever, to be moving on in your life. Thank you. Tiếp theo sẽ là ai? Xin mời Phạm Thị Anh Thư, cô gái đến từ Hà Nam. Anh Thư sẽ trả lời đơn ngữ hay song ngữ ạ? Em xin phép trả lời bằng đơn ngữ ạ. Đơn ngữ bạn sẽ có 30 giây nhé. Bạn chờ đợi tôi sẽ hỗ trợ cho bạn. Xin mời các thành viên trong ban giám khảo. Xin được mời Miss Đinh Anh. Đây là câu hỏi cho em. Theo bạn, bài học quý giá nhất trong cuộc sống mà bạn học được là gì? 30 giây dành theo bạn. Bắt đầu. Đối với em, bài học quý giá nhất trong cuộc sống em học được đó chính là lòng nhân ái và tinh thần chia sẻ với cộng đồng. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, em đã cảm nhận được khi mà em có được và được sự giúp đỡ của mọi người trong cộng đồng để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Em tin chắc chắn rằng nếu chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau lan tỏa những tình yêu thương để tích cực đến với mọi người hơn thì chúng ta sẽ xây dựng được một xã hội thật... Một xã hội như thế nào, anh Thư ạ? Một xã hội như thế nào? Một xã hội thật sự tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cảm ơn anh Thư. Xin được cảm ơn bạn. Các bạn muốn nghe từ ai ạ? Quý vị muốn nghe từ ai ạ? Đúng rồi, tôi cũng đang muốn lắng nghe cô gái Nguyễn Thị Hương Ly chia sẻ. Xin mời Nguyễn Thị Hương Ly đến từ Gia Lai. Hương Ly sẽ trả lời đơn ngữ hay song ngữ? Hương Ly sẽ được phép chọn trả lời song ngữ. Bạn sẽ có 1 phút và hãy đợi tôi nhé. Xin mời các thành viên trong ban giám khảo. Xin được mời Miss Trương Thị Hồng Anh. Xin chào em. Ban giám khảo có câu hỏi cho em. Theo bạn, những cuộc thi sắc đẹp giúp được gì cho phụ nữ thời hiện đại? Theo bạn, những cuộc thi sắc đẹp sẽ giúp được gì cho phụ nữ thời hiện đại? 1 phút dành cho bạn, bắt đầu. Là một cô gái đứng đây với 3 lần, Linh nghĩ rằng để khi trở lại lần này thì đã vượt qua rất là nhiều định kiến về xã hội và cũng như về chính nỗi sợ hãi của chính bản thân Linh. Linh nghĩ rằng đây là một điều rất là tốt đẹp để cho cô gái biết phấn đấu vươn lên để hoàn thiện thân mỗi ngày. Và điều này chúng ta có thể tìm kiếm ở những cuộc thi nhan sắc. Và Lê chỉ muốn nói với mọi người rằng do not fear failure and just believe yourself, working hard, focus on your goal, you will be the winner. Hoa đến từ Hà Nội. Quỳnh Hoa ơi, bạn sẽ trả lời đơn ngữ hay song ngữ ạ? Em xin trả lời đơn ngữ ạ. Đơn ngữ, bạn sẽ có 30 giây và sẽ được mời Miss Nguyễn Thị Thúy Nga, trưởng ban giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho bạn. Và sau đây là câu hỏi dành cho em. Bạn hãy gửi một thông điệp mà với bạn là quan trọng đến với giới trẻ. Thông điệp mà theo bạn là quan trọng với giới trẻ. Quỳnh Hoa nhé, 30 giây dành cho bạn, bắt đầu. Thông điệp
điệp mà Quỳnh Hoa muốn gửi cho tất cả các bạn giới trẻ hiện nay, đó chính là hãy học cách tôn trọng sự khác biệt của người khác và học cách và sẽ luôn luôn chúng ta tôn vinh sự thành công của người khác. Bởi vì Hoa tin rằng khi chúng ta biết cách tôn trọng sự khác biệt của người khác và biết cách yêu thương san sẻ, lúc đó thế giới sẽ hoa hiện đại hơn. Xin chúc mừng Quỳnh Hoa đã hoàn thành xong câu trả lời của Trinh Thi Hồng Đăng, cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh được vote được bình chọn nhiều nhất trong bình chọn của Pfizer. Vậy thì Hồng Đăng, bạn sẽ trả lời đơn ngữ hay song ngữ? Bạn sẽ có 1 phút để trả lời và rất mong là quý vị khán giả chúng tôi sẽ dành khoảng không gian này riêng cho Hồng Đăng nhé. Và sẽ được mời MC, sẽ được mời thành viên danh dự của ban giám khảo của chúng tôi, Miss Di Ái Hồng Sâm. Và đây là câu hỏi của em. À, đối với em, thế nào gọi là thành công? Đối với Hồng Đăng, thế nào gọi là thành công? Bạn sẽ có 1 phút để trả lời song ngữ. Xin mời Hồng Đăng. Đối với em, thành công là khi chúng ta có một trái tim nhân hậu. Chúng ta có lòng bác ái, san sẻ với tất cả mọi người. Và từ đó chúng ta có thể cống hiến cho thế giới này, lan tỏa tình yêu thương. For me, success is sharing. When we can share love, caring, and we can use our own powers to empower others, to uplift those who are in need. Thank you. Thank you, Hồng Đăng. Sẽ làm các bạn đợi lâu thêm một chút, bởi vì tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa về tổng danh sách tôi đang có ở đây, 16 bạn. Xin chúc mừng thí sinh đầu tiên sẽ bước vào top 3 của Miss Universe Việt Nam 2023, đó chính là Bùi Quỳnh Hoa. Chúng tôi gọi tên địa phương của cô ấy là cô gái đến từ Gia Lai, Quỳnh Hoa. Cô gái sẽ bước vào top 3 để tiếp tục chia sẻ về những suy nghĩ của mình, quan điểm của mình và sức mạnh của mình. Đó chính là Trinh Thị Hồng Đăng, cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đó là top 3 thí sinh xuất sắc nhất của Miss Universe Việt Nam 2023. Và bây giờ họ sẽ tiếp tục chia sẻ những quan điểm của mình, và chúng tôi sẽ thưởng dành cho họ một câu hỏi. Và câu hỏi này sẽ là câu hỏi chung cho cả 3 cô gái. Và xin được lưu ý quý vị, đó là các cô gái của chúng ta vẫn sẽ có cơ hội để lựa chọn. Họ sẽ trả lời đơn ngữ hay song ngữ. Và thời gian dành cho họ khi trả lời đơn ngữ đó là 30 giây. Song ngữ 2 thứ tiếng sẽ là 1 phút của Hồ Chí Minh. Hồng Đăng, bạn sẽ trả lời đơn ngữ hay song ngữ? Em xin trả lời song ngữ. Bạn sẽ có 1 phút nhé. Và bây giờ câu hỏi dành cho bạn, hãy đợi tôi nhé. Câu hỏi dành cho Hồng Đăng: thế nào là một vẻ đẹp tự tin? Và giờ đây 1 phút để bạn trả lời câu hỏi: thế nào là một vẻ đẹp tự tin? Xin bắt đầu. Đối với Đăng, một vẻ đẹp tự tin là một vẻ đẹp của lòng nhân ái. Và trước tiên đó là lòng nhân ái với chính bản thân mình. Khi ta có thể yêu thương và chấp nhận mọi phiên bản của bản thân thì ta mới có thể hoàn thiện và trở nên tốt hơn mỗi ngày. For me, the definition of confident beauty is in the love for oneself. The caring and kindness and forgiveness we give ourselves,
letting go of our old mistakes, so that we accept all versions of ourselves. And that's the only way we can become better every single day. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn Hồng Đăng. Bạn đã hoàn thành phần chia sẻ của mình trong phần thi ứng xử dành cho top 3 của Theo Quỳnh Hoa. Thế nào là một vẻ đẹp tự tin? Một phút dành cho Quỳnh Hoa để trả lời câu hỏi thế nào là một vẻ đẹp tự tin. Xin được phép bắt đầu. Sự tự tin chỉ là một vẻ đẹp tuyệt vời của người phụ nữ khi cô ấy tin vào bản thân và có thể trở thành lãnh đạo của chính cuộc đời mình. Cô ấy sẽ luôn sẵn sàng để tôn vinh sự thành công của người khác, là một người thắng không kêu, bại không chạy, bởi vì thất bại chính là mẹ của thành công. Là người sẽ luôn đứng dậy được sau những vấp ngã trong quá khứ để tôi lại bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Và tôi tin ở bản thân, đó là lý do tôi ở đây ngày hôm nay. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều xứng đáng với những điều tuyệt vời. I believe in myself, that's why I'm here today. I believe that we deserve great things. Thank you! Thank you, Quỳnh Hoa. Xin cảm ơn câu trả lời của Quỳnh Hoa. Hương Ly, bạn sẽ lựa chọn là bạn mong muốn trả lời đơn ngữ hay song ngữ cho câu hỏi chung này. Ngày hôm nay, Linh muốn trả lời song ngữ. Hương Ly sẽ có một phút để trả lời Hương Ly nhé. Và câu hỏi dành cho bạn: thế nào là một vẻ đẹp tự tin? Và một phút để bạn trả lời câu hỏi: thế nào là một vẻ đẹp tự tin? Xin bắt đầu. Từ một cô bé sinh ra tại một gia đình thuần nông, tôi đến đây đến tận 3 lần. Chỉ vì một giấc mơ Mission Divorce mà tôi nghĩ rằng là nơi đại diện cho những cô gái với đầy sự tự tin, văn minh và tính truyền cảm hứng. Vì vậy tôi chỉ muốn nói với những người mà luôn yêu thương và quan tâm tôi rằng đừng sợ cố gắng, và cũng đừng sợ xấu hổ vì lý tin chắc rằng các bạn sẽ làm được nhiều hơn thế nữa. Vì đó chính là sự tự tin thực sự. And never be ashamed of trying. I believe you deserve more than you think. And you know what? Action louder than words. And focus for everything you want in your life. You will be deserve what you want. 18 thí sinh, họ đều trong tâm thế sẵn sàng. Tuy nhiên, đây sẽ là ba cô gái xuất sắc nhất để tiến trước cầm với chiếc vương miện của Miss Universe Việt Nam 2023. Chúc mừng Á hậu 2 của Miss Universe Việt Nam 2023. Đó chính là sự nỗ lực, sự cố gắng không mệt mỏi ngày qua ngày và nhiều hơn thế nữa. Thưa quý vị, đây là thời khắc quyết định, sẽ được lưu ý với cả hai thí sinh của chúng tôi. Các bạn hãy luôn ghi nhớ, trong trường hợp Miss Universe Việt Nam 2023 không hoàn thành nhiệm vụ thì trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn sẽ được chuyển giao cho Á hậu 1. Vì vậy, vai trò của hai bạn đều quan trọng như nhau. Và ai sẽ đại diện Việt Nam tiếp tục chinh chiến tại Miss Universe El Salvador?
để chúng ta cùng nhau vẫn tiếp tục là những người bạn và sẽ hỗ trợ nhau nhiều hơn nữa trong những đỉnh vinh quang tiếp theo, và các bạn sẽ tiếp tục bước đi và đạt được tại Miss Universe Việt Nam.